chị yêu của em ạ. Vâng ạ, chỉ với 1.245.000 thôi thì ngày hôm nay các chị đã sở hữu ngay cho mình ạ một set áo vest kết hợp với chân váy vô cùng là sang trọng, quyến rũ và cực kỳ là quý phái các chị yêu nhé, của thương hiệu thời trang công sở GDA các chị gái nhé. Thì ngày hôm nay chúng ta ngắm cho em đây là một cái gam màu xanh tím than rất là tây. Kết hợp trên áo vest này chúng ta còn được điểm một bông hoa làm cho chiếc áo vest trở nên nổi bật và mềm mại hơn rất là nhiều. Và đây thì chiếc áo vest này của chúng ta sẽ thiết kế là hai lớp cho mình ạ. Đó, rất là dày dặn, đẹp, lên form, rất là chuẩn form cho các chị. Và đây cũng là một cái sự lựa chọn cho các chị gái khi mà mình kết hợp cái set bộ vest này làm đồng phục cho cơ quan của mình, trường học của mình, bởi vì nó rất là sang, đúng không ạ? Thì với những cơ quan trường học mình mặc những cái set bộ này thì chúng ta cảm giác rất là tự tin và nổi bật hơn khi mà chúng ta được kết hợp cái dòng này đồng phục của mình các chị nhé.